Rồi con chào các cô ha. Dạ. Các cô từ Bến Tre lên luôn. Ba Tri Bến Tre. Hồi ở Ba Tri. Hình như là gió nhiều ở tại sắp là sắp mưa nữa ha. Giờ tôi ông đi đốt đèn đi. Đúng rồi, chính xác, tôi định nói luôn. Bây giờ đứa đốt bên chịu không? Không, tôi cầm cho ông đốt. Ừ. Hoặc là ông đốt tôi cầm rồi. Thôi. Okay. Tôi cầm ông đốt tôi cầm cũng vậy. Lấy cái hộp quẹt. Đốt rồi. Người ở trong đây em cầm chiều nay bà con cũng bây giờ là chuẩn bị đốt đèn cho cậu nha cả nhà. Để chiều rồi. Anh ơi, mấy cái cây đèn này như là nó sắp hết rồi, có nên thay không anh? Nên thay chứ. Để không tối nay là nó sẽ tắt á. Vì gió cũng lớn rồi nha. Ờ, gió lớn nữa. Thay ơi. À, quay quay đây. Lấy anh cặp đấy mà họ đem tiền nào lấy. Ừ. Tại em hết tay rồi. Bên đây nè anh đây nè, đây nè, ngay chân anh kìa, nguyên cái hộp luôn á đó. Đó thấy không, thắp đèn cho cậu. Để hơn nữa về hết, đâu có ai thắp cho cậu đâu. Bây giờ thắp hết rồi mấy anh em mới về. Dạ. Chắc lần đầu tiên cô lên đây luôn hả cô ha? Ba lần hả cô? Ờ. Dẫn lên cái xe. Dạ. 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 Ở Bến Tre, Ba Tri. Sao hai cái đèn nó bị lỗi vậy?
rồi cái tay anh bị dính đó, coi chừng thao bị phỏng luôn á. Gió quá chừng. Vậy là phải lấy chắc là hai cặp nữa ha. Để cho bà con tới thăm á, coi là cậu. Đó. Đẹp lắm, toàn mấy cái dạ cô cái album. Hả? Vậy nó cái đèn đó là mình không bao giờ mình để cho anh tắt hết á. Em không biết nữa. Tại cái tay anh nãy dính ba sáp phải không? Nên giờ chẹt vậy. Thông minh. Trang đủ rồi, để trên bàn thờ vậy, để trên bàn thờ hai cây đi. Vậy anh lấy một cây nữa đi, anh trang thêm vô cái cây gần hết thì nè, để khi nào nó hết thì có cây đó hới vô cũng được. Lấy của chị Tiên kìa, cây ngay dưới giò anh đó có cây gần hết đó. Cây đó thì cháu bị đẹp không? Đẹp không? Cô thấy đẹp hôm nay hình đó đường này được không? Được, đi được. Đi về mình lại rồi mình sớm. Chiều giờ thì cũng
Hôm nay là con quay hình cậu Năm từ sáng giờ, ủ quên con quay sao? Dạ, từ sáng giờ thì mình đến với cậu. Thì hôm nay là cậu cho phép con về. Dạ, nhưng mà là Phật lên clip đó, con xin cậu á, trái cây của mẹ. Con vô vài trăm ngàn view cậu, giờ giả từ cậu. Ngày mai giờ con đến, con với con tặng nha cậu. Để con đốt cậu Năm rồi. Đây là Nam mô Như Phật, con hết trần cũng đến có chứ, xin lọc cậu nữa. Buổi chiều nha cả nhà. Rồi kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày làm việc thật vui vẻ cũng như là bên gia đình của mình hạnh phúc nha. Cũng chú cả nhà phát tài nha. Là đô của một tuần lắm. Đây các anh em được chúc phúc lắm. Là của em. Thế mời phần một người thiện lên là có bài hình nhé. Thứ nhất cảm ơn, con xin hai cái đèn để con sửa lại cho cậu sáng. Cậu hai cái bên dưới nè cậu. Con về nha cậu. Tôi chờ nãy giờ. Hôm qua cậu ơi. Giờ tối rồi. Con nay có chuyến mình ngủ này luôn đó chứ mà qua Duyên không cho con ngủ. Cái gì vậy? Về. Định ngủ đây mà qua Duyên cho ngủ. Cậu cho đi về. Trời ơi. Không vui lạc kìa. Anh định xin ngủ đây mà không được. Lặp lại làm màn hạn cánh hai đi. Làm lại đi. Vậy làm hoàn lại mà nói đi. Chỗ đây nổi tiếng rồi đó. Ấy. Hết hồn luôn mà con tưởng nghĩ trong đêm nay chúng ta hô hấp rồi. Hô hấp. Này nghĩ bơ nè. Chán cái quay rồi. Đang trực tiếp luôn chứ. Nhẹ hả bà dạ. Cả cả cả. Nhẹ nhẹ nó trực tiếp luôn kìa. Đó mà tin ngủ lại mẹ. Chết cha nó đem chỉ 300 người con. Bất ngờ xuất hiện cái đèn từ bên trong cái bàn thờ đi ra đây. Mặc dù không ai cầm. Mấy anh YouTube cũng nhiệt tình. Không thiệt mà. Trời ơi định ngủ đây tối ngủ với cậu mà qua Viễn đâu cho ngủ lại đâu cho là ngủ liền á. Thiệt là con đi quá trời đâu mấy vợ đâu đúng không? Ngủ với cậu cho cậu vui tối uống trà cho cậu. Đâu anh quay làm lại ở cái đó. Làm rồi. 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 Em có quay được nè, ai mua anh bán cho bước. Rồi cái này là thằng Tâm thành phố, nếu mà nó quay một cái nó giật cái bằng là tới đọc cây luôn. Tâm mua anh bán hết rồi, khúc đại lắm. Ờ, giật tới đọc cây luôn. Lô quay mà xin chút bơ vô lúc ngang. Xỉu tại mộ cậu đủ, tôi biết chắc chắn Tâm thành phố luôn. Biết luôn cái bài vậy. Ờ, biết bài Tâm thành phố luôn. Cô anh YouTube vô đốt nhang cho cậu Năm xỉu tại mộ. Mà con có nhật ra bên học quay dịch một cái bà con nhật ra ai bà con bình luận ra nào bà con biết bên cậu Năm nào đây. Em dạy nhỏ xuống. Đây đây. Chào 300 người coi. Chào 300 ai biết mình hả? Vlog nha. Có ai mà biết anh đó đỏ like mà có bình luận. Vô chữ không à. Bữa tao lại vô chữ đó hân trận nghe cái tiếng hân trận luôn là cái ông thương luôn á. Ông thương rồi phải những tình chứ trời. Ông nhưng mà con cuối ngày rồi mấy anh em trong giờ phút chữ có hai chậu này là ai tặng con tí. Rồi em. Ủa tí. Cái chiếc chiếu để chút xíu anh ngủ mà cuốn rồi sao anh ngủ chạy. Vô vô ngủ đi. Chết luôn rồi. Rồi lấy đồ chồng nữa. Cuốn chiếu rồi. Trong ngủ. Mấy đồ ngủ đây rồi, chiếu đây. Cho cần như cái dầu. Nửa chai mà hết luôn, cần hết luôn. Dạ dạ đám mấy. Chắc là mình lấy cái đồ mình lao lại. Dạ dạ dạ. Mạnh này em phải nói với khán giả hiểu là mà ở qua gì
nhiên là không không trả của chú ơi. Pin không sao đâu, cậu hao 20%. Xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả trên tâm thành phố nha. Em vừa nhận được một cuộc gọi của chị Hồng Loan nữa hả? Thông báo là đã nhắn đà xây, đã thông báo là ngày mai bắt đầu tiến hành tiếp tục xây mỗi cầu Nam Vũ lên về nhà. Mai là sẽ hoàn thành nha mọi người. Bây giờ là hãy cập nhật tình hình ngày hôm nay tại một cầu cho tất cả cô chú anh chị của mình biết nha. Bà con cô bác ơi, xem được cái tin này thì nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người nha cả nhà. Bây giờ cuối ngày nè, mọi người đang dọn dẹp nha cả nhà. Em thì cũng thì dọn dẹp cũng cậu thì cũng còn trầm là những cây. Anh trầm luôn phụ hả? Trầm luôn, em cầm máy nha. Ủa nay mình có bao mới hả? Bao này em bữa chị Hồng làm bữa qua lâu rồi đó chị. Ủa căng amen tôi đâu trời. Hồi đến đây thì mình làm hết, xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.